thưa quý vị, nhà văn Amici trong tác phẩm Những Tấm Lòng Cao Cả từng nói: "Con hãy nhớ rằng tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu và nhục nhã cho kẻ nào đã chà đạp lên tình thương đó." Và câu nói này của ông chưa bao giờ là sai ở mọi thời đại, mọi thế kỷ. Và hơn bất cứ tình cảm nào, tình cha mẹ vẫn luôn thiêng liêng và trân quý nhất trong mọi con người. Vâng, như vậy thì một mùa Vu Lan nữa lại đến. Giữa cuộc sống bộn bề thì đây là dịp để những đứa con có cơ hội ngồi lại chiêm nghiệm và nhớ về công lao dưỡng dục của hai đấng sinh thành. Và trong ngày lễ đặc biệt này, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo chân của MC Hoàng Dung để gặp gỡ với những nhân vật rất đổi đời thường và cùng lắng nghe thêm những tâm sự của họ nhé. Hãy cùng theo chân chương trình Nóng 24 giờ tìm kiếm đến những bậc làm cha làm mẹ, họ đang lam lũ với cuộc sống hàng ngày để mưu sinh, để nuôi sống gia đình của họ, và chúng ta hãy cùng tặng cho họ một món quà thực sự ý nghĩa nhé. Dạ, con chào chú. Chào con. Chú ơi, ngày hôm nay thì con có một cái món quà nho nhỏ muốn được gửi tặng cho chú nhân ngày lễ Vu Lan. Chú nhận nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chú ơi, chú có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết là chú tên gì và công việc của chú đang làm sao được không ạ? Tôi tên là Trịnh Bá Phụng. Dạ. Tôi làm hành nghề xe ôm này ở tại Bưu Điện đây từ năm 1990. Tới giờ gần như là khoảng 28 năm. Bây giờ thì cuộc sống nó ngày càng khó khăn. Dạ. Thì tôi cũng phải một cái phần nào để mà giúp đỡ với gia đình á. Gia đình nó là đồng cốt của xã hội. Dạ. Và nó... cái gia đình là nó là có gia đình nó cúng á. Dạ. Nếu mà không có thì nó mình thấy nó bất hạnh lắm. Cảm ơn. Dạ. Con chúng đây con thầy con trong công tác nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, chú nhiều. Dạ. Thưa quý vị, ngày lễ Vu Lan là ngày mà có thể nói là những người con Phật họ sẽ dành những tình cảm cho những người cha người mẹ của mình. Và thông điệp ngày lễ Vu Lan bây giờ không còn gói gọn cho những người Phật tử nữa, mà đã lan truyền rộng rãi hơn. Những người bình thường họ cũng nhân ngày này để gửi những món quà thân yêu dành cho những đấng sinh thành của mình. Những người con mà còn bố còn mẹ thì họ sẽ rất là vui mừng và hạnh phúc trào lên, đó là hoa hồng màu đỏ. Còn những người mà mất bố hoặc mất mẹ rồi thì họ đang xót xa trào lên mình bông hồng màu trắng. Và trên những cái cung đường mà Hoàng Dung đi qua thì Hoàng Dung đã bắt gặp được rất là nhiều những cô chú là những người làm cha làm mẹ, họ đang lam lũ tảo tần với cuộc sống mưu sinh hàng ngày để gánh vác gia đình của họ, và đã tặng những bó hoa thay cho những lời cảm tạ dành cho những bậc sinh thành. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục theo chân Hoàng Dung để gửi tặng những bó hoa này cho chị và các bạn nhé. Không biết ngày gì, không nhớ ngày. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, là ngày mà những người con họ sẽ dành những cái tình cảm cho những người cha người mẹ của mình. Vậy thì con đến từ một cái chương trình rất là đặc biệt, cũng muốn là gửi một cái món quà nho nhỏ dành cho cô nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu ạ. Thế cô xin nhé, cô cảm ơn con. Cô ơi, cô có thể là giới thiệu cho mọi người được biết là cô tên gì và về công việc hàng ngày của cô được không ạ? Cô tên là Hà Thị Sơn. Cô năm nay 51 tuổi. 51 tuổi mà mình vẫn còn làm những công việc như thế này. Cô làm được 19 năm rồi. Dạ, 19 năm rồi. Tại thì cô có bao nhiêu người con ta? Cô có hai đứa trai. Hai đứa trai, lớn chưa cô? Hai đứa con của cô là năm nay một đứa 30 tuổi, một đứa 29 tuổi. Là chắc. Cũng có vợ, có cháu nội rồi. Mà các anh có hay về để thăm mình không? Rồi có quan tâm đến mình không cô? Thì đứa con lớn của cô thì nó cũng ở gần đấy. Dạ. Còn đứa con nhỏ của cô thì nó ở với cô. Đây. Thì gia đình cô thì cũng vui vẻ lắm, tại vì là chồng cô thì cũng đi quê giác, mà thằng con nhỏ cũng đi quê giác, là cả nhà đi quê giác luôn. Một từ để cô nói về gia đình của mình thì cô dành từ gì để nói ạ? Thì gia đình như cô là được rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, với một công việc mà mình cảm thấy là hài lòng. Hài lòng, đúng, công việc của cô rất là hài lòng mà ổn định, gia đình hạnh phúc. Được không? Thế nên cô đi quét rác bây giờ thành phố gọi là xanh sạch đẹp là cô mừng lắm. Dạ. Vậy thì bây giờ cô ơi, cô có một cái điều gì muốn được chia sẻ với các bạn trẻ mà hiện nay là các, ví dụ như là con của cô cũng rất là báo hiếu cho cô rồi, nhưng mà có một số bạn trẻ hiện tại thì cũng không có thời gian dành cho gia đình á, thì cô có thể có điều gì muốn chia sẻ với các bạn ấy không ạ? Thì cô cũng mong cho các bạn là cũng
lúc nào cũng chịu khó mà thương đến bố mẹ. Dạ. Vì bố mẹ cũng làm cực khổ mới nuôi được mình khôn lớn. Dạ. Thế nên là các bạn gọi là chịu khó đứng chơi bời, lúc nào cũng quan tâm đến bố mẹ một chút xíu cho bố mẹ vui vẻ, là bố mẹ mừng rồi. Là để bố mẹ có thể vui giống như cô bây giờ. Đúng. Con chào cô. Chúc cô có thật là nhiều sức khỏe cô nha. Thế cô cảm ơn con nhé. Mắt á, thì có một cái ngày là hối tiếc cái là về hoàn cảnh làm con, cái ngày cha mất mà không có về giúp mặt được cha đó. Dạ. Thứ hai là không có ở bên cạnh cha, là nói chung lúc đó thì lúc những ngày đó anh rất là đau khổ. Dạ. Tại vì cha mẹ mình tạo mình ra nuôi cho mình tới ngày hôm nay rồi, cuộc đời mà về hoàn cảnh khó khăn quá, đi làm ăn xa nên không có về kịp. Dạ. Tới về thì cha đã lấp đất rồi. Ngày hôm nay thì chương trình cũng có một cái món quà nhỏ gửi tặng cho anh, hy vọng rằng anh sẽ vui. Rồi anh cũng xin cảm ơn em. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Ao cầu mẹ sẽ bị làm cả khóc, đừng để buồn cho mất mẹ hay không. Thưa quý vị, cha mẹ luôn là những người luôn ở bên cạnh ta, luôn chăm sóc và bảo vệ chúng ta ngay cả những lúc mà chúng ta làm những điều có thể không đúng với xã hội, với cuộc sống. Thế nhưng họ luôn luôn bên cạnh, và có thể trân trọng họ khi mà họ vẫn còn ở bên cạnh ta. Ngày hôm nay khi mà quý vị bước về thì quý vị hãy nói những lời yêu thương. Ngày hôm nay mẹ có mệt không? Ngày hôm nay ta cảm thấy như thế nào? Đó chính là những lời mà chúng ta thể hiện rằng mà chúng ta đang quan tâm người cha, người mẹ của mình. Và hãy nhớ rằng không phải ai cũng may mắn được hút lên hai từ ta, mẹ, quý vị nhé.